chào các bạn nha. Để hôm nay mình cắt cái, bây giờ mình cắt luôn cái trái thanh long ruột trắng cho các bạn xem nha. Bây giờ phải với ra các bạn ơi, phải với ra tận đây nè, mình mới cắt được cái nhánh của nó các bạn. Nhưng mà để làm sao để kéo vô đây là một cả một kỳ công các bạn ơi. Mình cũng không với được á, hay là trèo qua leo của mấy con thôi. Với tới các bạn ơi. Bây giờ mình tính là mình cắt cái nhánh đó các bạn, mà bây giờ không có với tới được cái nhánh đó các bạn, cái nhánh của cái trái đó đó các bạn, không thấy không? Cái hồi đó cái nhánh của cái trái đó các bạn, mình nằm một sang kia quá, mình leo bên kia mình cắt các bạn. Mình leo qua mình cắt các bạn. Tìm cái ghế để leo qua. Nó trái bự, trái bá.